Chuyện người mười đi. Mình có thể dùng bữa được chưa anh? Thật lòng là ngày hôm nay anh nhìn em là anh no rồi. Anh nghĩ không có món ăn nào, không có cái gì có thể làm anh cảm thấy hạnh phúc bằng em hết trơn á trời. Hôm nay em có một tin vui em muốn báo cho anh biết. Tại sao trùng hợp vậy? Thật lòng là hôm nay anh cũng có tin vui. À thôi em nói trước. Cuộc đời mình mà. Dạ. Sẽ tới một lúc nào đó nó tới cái gút đó thôi. Mà em mới nói gì vậy? Dạ em. Anh biết là rất là khó nói, nhưng mà nếu em muốn anh khuyên thật lòng thì em nói lớn chút được không? Chứ anh chưa nghe được. Anh ơi em có bầu á. Ừ. Em có bầu. Em có thai. Anh sắp được làm cha rồi. Mình lớn hết rồi nha em. Không có cái gì mà đau khổ bằng bị người thân yêu của mình lừa gạt hết á. Em có thể nói lại lần nữa không? Ủa em nói to lắm mà ta. Không phải, tại anh xúc động quá nãy giờ anh đè nén. Không có lẽ khói đèn cày, khói bay vô mắt anh cho nên là anh. Vậy anh mình ơi... có nên tắt không anh? Chứ em thấy khói cũng cay mắt em lắm. Dạ thôi kệ nó đi, để cho nó đẹp. Vậy mình làm lại ha. Anh muốn đón nhận lại cái niềm hạnh phúc nó đang ở vỡ hòa trong lòng anh. Vậy mình làm lại nha anh. Dạ. Em nói lại nha. Dạ. Hôm nay em muốn thông báo với anh một tin vui. Tin gì vậy em? Ơ khoan đã, đen gồng đã, nói đi. Em có bầu rồi. Trời ơi, vũ trụ quay cuồng. Mọi người ơi, tôi đã làm cha người ta rồi. Anh ơi, vậy là bây giờ mình phải nói với chị của anh á. Dạ. Là mình mau mau làm đám cưới đúng không anh? Khoan đã. Hả? Tự nhiên em nhắc tới chị anh chi, tự nhiên cái tâm trạng của anh nó đang vỡ hòa, cái nó gom lại thành cục bé lớn vậy nè. Sao kỳ vậy? Em thấy chị thương anh lắm mà. Chị thương anh lắm, nhưng từ xưa tới giờ chị hay nói một cái câu rất là tình cảm. Chị nói là cuộc đời của chị chỉ muốn lo lắng cho em cho đến hết cuộc đời của chị thôi. Dạ. Cho nên là chừng nào em muốn lấy vợ á thì để chị lấy chồng trước đã. Mà bây giờ chị chưa có chồng, bây giờ mình về mình tuyên bố mình đến với nhau, chị sẽ nói là có phải là tự mày mà không có muốn chị lo cho mày đúng, mày muốn người khác lo cho mày không? Thế là chị buồn rồi, chị tủi thân rồi, chị làm chuyện gì tệ hại làm sao? Trời căng vậy luôn hả anh? Trời đất ơi, cuộc đời anh là cả một bi kịch. Sao vậy? Tại vì anh là em của chị đó. Trong cái sự chăm lo đùm bọc của chị có nhiều cái vấn đề anh phải kể hết. Thậm chí cái lần đầu tiên mà hai đứa mình hung nhau đó, về chị hỏi đó. Trời, anh đừng nói cái gì anh cũng kể cho chị nghe nha. Dĩ nhiên là không, có cái chuyện kể, có chuyện không kể. Chẳng hạn như cái chuyện mà hai đứa mình... Anh kể đó. Dĩ nhiên là không rồi. Anh kể thì anh biết bắt đầu từ đâu. Tại vì thật ra cái hôm đó anh cũng không nhớ anh làm cái gì nữa. À không phải, anh không nhớ anh bắt đầu từ đâu. Nhưng mà khi anh mở mắt ra thì hình như anh đã mất cái sự tinh trắng của anh rồi. Rồi anh nói gì mà anh nói được luôn hả? Không phải nói được, mà ý anh nói là anh hạnh phúc với điều này quá. Ủa anh, nhưng mà em hỏi nè, em hỏi thiệt là sao chị không chịu lấy chồng vậy mà con lớn rồi đó? Em biết lý do tại sao không? Sao vậy? Tại vì chị nói rằng trong cuộc đời của chị á, chỉ có một người đàn ông duy nhất mà tốt nhất thôi. Em biết đó là ai không? Ai anh? Em nghĩ coi là ai? Ờ, là chồng, không phải là chồng. Dĩ nhiên không phải là ổng rồi. Ai nữa nè? Ba hả? Không phải là ba luôn. Anh. Trời ơi, cái thằng ngồi trước mặt em nãy giờ em không nói. Anh là người tốt nhất.
Cho nên lúc nào chị cũng muốn giữ anh trong vòng tay của chị, giống như là một cái báu vật của chị vậy đó. Chị không tin tưởng ai hết, tại vì tất cả những người khác đều lừa dối chị, chỉ có một mình anh. Anh đâu dám lừa đâu. Tại vì em thấy á, đúng là em thấy em cũng rất là thắc mắc, bởi vì em thấy chị có một mình chỉ nuôi con à, mà chị mà bây giờ cái vấn đề quan trọng là chị phải lấy chồng thì anh mới được làm đám cưới hả? Đâu có, bây giờ anh đang suy nghĩ tới vấn đề nó hay hơn. Nếu mà trời không chịu đất thì bây giờ đất phải chịu trời, đúng không? Đúng rồi. Chị đã đặt ra vấn đề là chị phải lấy chồng trước rồi anh mới được quyền lấy vợ. Tại sao mình không làm cách nào đó cho chị lấy chồng trước đi? Bây giờ mình gả chồng cho chị hả? Chị có mối nào chưa anh? Không phải là gả mà là gài. Thật ra thì gần nhà có một người, có thể gọi là anh này, anh thương thầm trộm nhớ chị mấy năm trời rồi. Nhưng mà chị là nhất định không lấy. Không ưng chứ không phải không lấy. Lấy là lấy rồi đó, nhưng mà không ưng. Là sao? Chị tức là chị chỉ muốn làm mẹ đơn thân thôi. Thì đó, cho nên bây giờ anh đang muốn sẵn bữa nay cái tiệc này nè. Anh, vậy bây giờ mình nói cái anh đó qua bên đây đi, xong rồi mình trình bày với ảnh, sẵn mình tác hợp cho hai người luôn. Thì đó, trên cái cơ sở tình yêu của đứa mình, hai đứa mình làm sao mình hỗ trợ giúp ảnh. Đúng rồi. Để anh đến với chị, để anh chính thức được làm cha của đứa nhỏ. Đúng rồi, chứ em thấy là mẹ đơn thân cực lắm luôn á. Khoan đã. Sao vậy anh? Dù gì thì anh làm anh phải có trách nhiệm. Ngày hôm nay anh xin phép. Cái gì vậy? Dạ anh cầu hôn với em. Sao? Khoan à, hình như mình đang bị ai đó theo dõi phải không em? Dạ đúng rồi anh ơi. Đẹp mà. Ừ. Tụi em đang đẹp mà, lãng mạn mà. Đang đẹp anh ơi, đang đẹp anh ơi. Đang đẹp, đang đẹp. Đeo vô đi, đeo vô. Làm lại anh ơi, làm lại anh ơi. Rồi, cầu hôn rồi. Trời ơi, tới tầm tuổi này em mới có người để làm vợ em phải cầu hôn liền đi. Rồi, để. Dạ em đang cầu hôn nè chị. Rồi. Đẹp. Vậy là cuối cùng chị cũng đồng ý rồi hả chị? Trời ơi, chị đồng ý chứ trời ơi. Trời ơi. Chị phải giải tỏa em đi chứ, nuôi em bao nhiêu năm nay chị mệt muốn chết luôn à. Anh ơi, hình như gia đình của anh không được thống nhất với nhau đúng không? Không, trời ơi, chị mong nó lấy cho vợ dữ lắm. Trời ơi, nuôi nó đó, ăn mập thay không làm gì hết em ơi. Hôm nay, không, nhưng mà được cái Linh em chị nha. Chị nói là chị nói vậy thôi, nó lười thôi. Chứ mà thực nó là một người đàn ông rất là tốt và rất là chu đáo và rất là thương vợ và có trách nhiệm. Tại vì nó sống có trách nhiệm với chị nó thì có nghĩa nó lấy vợ nó sẽ có trách nhiệm với em. Nên là cái chuyện cầu hôn này cứ diễn ra tiếp đi, để chị ở đây chị chứng kiến cái cảnh này và chị chấp nhận chứ. Em ơi, đơn giản quá mà anh, đơn giản quá mà. Ủa gì vậy? Cuộc đời nó không có đơn giản vậy đâu. Có nhiều khi em nghe cái từ tâm lý ngược không? Hiểu. Thật ra người ta đang nghĩ cái khác mà người ta làm ngược lại. Cái đây là cái thử thách đầu tiên của em khi bước chân vô làm dâu đó. Không, em thấy... mà nghe lời chị. Đợi một Linh, cái đây, Linh. Sao mày hay nói chuyện linh tinh quá vậy Linh? Mày mắc cái bệnh gì thì... Chị ơi, Linh là tên ở nhà của em mà chị kêu hoài vậy. Nói cái gì cũng được á, mà hồi nhỏ má đẻ ra trời nó nói, nó hay nói mà nó tầm bậy tầm bạ mà nó không có vô được cái vấn đề trọng tâm. Dạ, dạ. Là chị thấy là tụi em là đến với nhau bao nhiêu lâu nay rồi mà chị biết, chị để ý, chị theo dõi hết từng nhất cử nhất động tụi em làm gì trong nhà, chị biết hết, chị thấy hết. Mà có điều chị để đó cho mà chị không nói. Chị ơi. Nhưng mà cái cuối cùng là chị chấp nhận cái tình yêu của tụi em đến với nhau rất là đẹp đôi và rất là hợp với nhau. Em. Chị ơi, anh kế hoạch anh để đó cho tụi nó từ đợi em. Để tụi nó cầu hôn kế hoạch. Rồi em cảm ơn chị nhiều lắm. Em cảm ơn chị đã tác hợp cho hai đứa em. Nhưng mà em thấy vậy nè, nhà mình á là chỉ có hai chị em thôi à. Mà bây giờ không lẽ rồi cái anh Linh ảnh lấy vợ mà trong khi đó chị thì không có ai lo cho chị hết. Nên là em nghĩ là chị cũng cần phải có một người đàn ông ở bên cạnh chị. Có rồi. Cái chuyện của chị để chị lo. Còn cái chuyện là chị lo là chị lo cho em trai chị. Nhà chị có hai chị em mà ba má bây giờ mất rồi. Có một thằng em mà chị lo bao nhiêu năm nay rồi. Bây giờ cái điều mà trông chờ nhất là chị muốn Linh nó lấy vợ. Còn cái chuyện chị để chị lo. Vậy anh Linh lấy vợ là anh phải lấy rồi chị. Phải lấy rồi, bây giờ không lấy cũng được. Ăn đi, mình bàn vô vấn đề khác đi. Thôi bây giờ để tụi nó cầu hôn đi. Ủa, sao không cầu hôn đi? Cầu hôn đi, trời đất ơi. Cầu hôn đi rồi. Đi ra trên coi học hỏi đâu coi. Dạ anh ơi, chị ơi, tại vì tụi em nghĩ là mình phải lo cho người lớn trước, còn tụi em thì phải lo sau. Tức là chị phải yên bề gia thất rồi. Hay quá. Thì là vợ chồng em mới có thể hạnh phúc bên nhau được anh à. Đúng rồi chị. Linh, mày đưa cái nhẫn này tao mượn cái coi. Này, cô cái chị. Nhẫn đâu? Nhẫn gì đẹp không? Cái hộp chị, nhẫn gì? Đưa đây.
Làm gì? Hộp nhẫn của em không có đẹp bằng hộp nhẫn người khác. Đưa đi, đưa đi. Cái tật á, cái thằng này cái gì cũng để chị lo. Chị nuôi nó chị cực lắm em biết không? Chị, cuộc đời của chị có một thằng em thôi, ta nói cái gì chị cũng lo cho nó ha. Tiền chị cũng lo cho nó ha. Rồi cái gì đi mua cho nó nữa đó. Trời ơi, cái gì vậy chị? Chị trông chờ cái ngày này nó có vợ một cái là chị khỏe rồi. Dạ. Thế nè, nó không có chịu cầu hôn, nó sợ chị. Tại vì chị ở nhà chị lo nhiều quá, cái nhiều lúc nó sợ chị đó. Thôi sẵn đây chị cầu hôn luôn nè. Bây giờ lên đây bao nhiêu tiền nghe, nhưng mà chị tới đến chết bên đây nó đang nói nè, chuyện em à, thực sự ra à, chị biết em chị á, nó rất là yêu em. Dạ. Nhưng mà nó rụt rè và cái người của nó hay nhút nhát đó. Dạ. Nó không có dám thể hiện. Dạ. Thì à, chị nghĩ đây là cái tình cảm thật của Linh đó, em đến với Linh nha. À, chị là đại diện cho người chị nói, chứ chị biết là nó nói không có nên lời đâu. Dạ chị ơi, anh Linh anh rất là thương chị, anh rất là có hiếu với gia đình. Chị ngồi xuống đi, em thưa chuyện với chị. Em đi. Mời mọi người ngồi xuống ạ. Dạ chị ngồi đi rồi em ngồi. Chị không, chị ngồi đây, chị ngồi anh, đây đúng rồi. Hả? Anh bạn trai em anh qua đây chứ. Sao vậy? Để cho anh ngồi ngược. Đó để cho anh chị ngồi đây. Anh nói đúng rồi. Ủa sao kỳ? Làm sao? Mình ngồi đây đi Honey. Trời Honey ngồi đây. Trời ơi Honey kỳ quá. Không sợ ngồi đây đổi ý. Ủa cái gì? Trời ơi, ông á hay giỡn. Không, bạn trai chị vậy thôi chứ ảnh trung tình lắm. Ảnh không bao giờ bị ảnh lén phén đâu. Lén phén là chị. Dạ giống như tụi em đã nói rồi đó chị. Áo mặc sao qua khỏi đầu. Dạ đúng rồi. Cho nên ngày hôm nay nếu mà tụi em muốn đến với nhau á, theo nó đúng thủ tục á, thì tụi em muốn xong hỷ lâm môn, tức là trước khi tụi em cưới nhau á, thì chị có thể à, mình ăn đi à, ăn vậy, đi cùng này, ly cùng ly này của mấy đứa em. Ồ, mấy đứa hả? Mấy đứa em. Ờ, mình kêu phục vụ ra. Thôi, kêu lo đồ ăn cho mình đem. Bây giờ mình lo ngày hôm mình nay đi. Em cũng có một cái sự bất ngờ muốn dành tặng cho chị. Là thật gì? Ra thì em có chuẩn bị một cái nhẫn, nhưng mà em tặng cho vợ tương lai của em rồi. Còn một chiếc nhẫn nữa em có thể tặng cho chị luôn được không? Trời, cái gì nữa? Vậy là em lấy tiền của chị em mua lúc hai chiếc nhẫn luôn. Dĩ nhiên hả? Em đâu có ngu, có người ngu hơn em, người đó sẽ tặng nhẫn cho chị. Đúng vậy. Ra đi. Mời em bước ra đây. Ra đi. Nãy giờ chúng ta đã thấy được hai đứa em của mình, nó cũng rất là nhập tâm để mà nó diễn đạt hết những cái gì mà tụi nó muốn nói dành riêng cho anh và em. Và bây giờ đã đến lúc thời khắc quan trọng, thời khắc không thể nào mà mình có thể cho nó trôi qua một cách lặng lẽ gì được. Và bây giờ anh xin đại diện cho gia đình anh, ba má anh, nội ngoại, dòng họ hai bên của anh và hai con cúng cưng của anh ở nhà, anh xin được chính thức nói lời tỏ tình cùng em. Và hôm nay sau thời gian chúng ta đã quen nhau quá lâu rồi, một cái thời gian mà không thể nào phai nhòa trong ký ức của bất cứ người nào khi đến với nhau và gặp gỡ nhau để có được ngày hôm nay là thời khắc quan trọng nhất. Anh xin được phép mượn chiếc nhẫn này thay lời cầu hôn của anh đến với em, chấp nhận làm vợ anh ơi. Anh ơi mình cái gì? Sao anh nhẹ nhàng vậy? Vậy? Rồi. Không, quỳ nó xưa rồi, quỳ nó bình thường, anh cái nằm cái nó mới có nó mới thật tâm phải không? Anh nằm dạ. Vậy đó. Anh em đâu rồi? Anh thích em. Gì? Cái gu ảnh là nằm, anh em. Cứ nằm đi. Anh Trí, anh nằm đi. Anh ơi về, anh ơi về. Gu người ta vậy rồi. Tụi người ta vậy. Ở lại chứng kiến tụi em. Cái này là chuyện thường ngày, chị nhận được. Tụi em ngồi đi. Ở lại chứng kiến. Được rồi, để đó chị giải quyết chuyện chị. Dạ. Đâu, chấp nhận làm vợ anh nha em. Giống tập quân sự quá. Anh à, thật sự em cũng rất cảm ơn anh với cái lời cầu hôn của anh ngày hôm nay. Em xúc động lắm đó. Đúng. Cái lời hôn chân thành là lúc nào nó cũng có. Tụi mình yêu nhau cũng gần 10 năm rồi đúng không? Đúng rồi, em lâu lắm rồi. Đẹp quá anh ơi. Anh nó đờ lâu lắm mới được. Cảm ơn anh nha. Để em đeo vô. Không đeo vô em đeo. Không, hả? Anh đeo hả? Đeo cho em hả? Đeo vô cho em. Em chấp nhận lời cầu hôn của anh đúng không? Không, từ từ đi, anh để đi, từ từ mình nói chuyện. Rồi. Bây giờ nếu mà nói phải đứng dậy chứ nằm gì mỏi lắm. Vậy thôi mình ngồi đi anh. Thấy mỏi lắm vậy anh. Rồi anh chị ngồi dậy đi. Anh sao em vậy hả? Mình cố gắng. Em luôn luôn chiều bàn mới gì phải quỳ em. Dạ, đứng lên em. Đây đây. Thấy anh chị mà quỳ nói chuyện em tưởng đang coi tù hầu quản rồi mà. Đi gói chứ. Thay vì đi gói rồi. Anh. Rồi, em sao em? Thực sự bao nhiêu năm nay thì anh là người yêu của em. Đúng. Và hôm nay anh cầu hôn em. Phải. Thì nếu mà em chấp nhận cái lời cầu hôn này của anh anh vui lắm.
thì về nhà anh chỉ là chồng của em thôi. Tất nhiên. Nhưng mà em không muốn điều đó. Ủa là sao anh không hiểu? Em muốn một cái hình ảnh là anh chỉ là một người bạn đời tri kỷ của em. Ủa? Tại vì khi mà anh là một cái người bạn thì thường chúng ta sẽ có một cái khoảng cách và vẫn giữ được nhau. Không, mà khi anh làm một người bạn tri kỷ của em thì anh giữ được nhiều trọng trách hơn là không. Cái chức trách của người chồng. Không, anh thích nè, làm chồng. Không, anh cái đó nó ít nhiệm vụ lắm. Nè, khi anh làm một người bạn tri kỷ của em thì anh có thể là một người bạn thân của em. Người bạn. Rồi một gì? Người yêu của em. Người yêu. Một người anh trai của em. Ồ. Thậm chí là anh đôi lúc em cũng có thể coi anh như một người cha của em. Cái gì vậy? Em phản đối. Dạ. Không. Bây giờ em có thể giảm bớt được không? Chứ em lên quá. Em không có xuống á. Label của em là... không có xuống mà nó lên không Dạ, em giảm là em đi luôn đó. Là sao sao? Có thể là đôi lúc anh cũng có thể là một người con của em. Thôi vậy. Bình thường đi em. Đừng xuống quá. Chị nghĩ anh lại đi. Không, thực sự ra bây giờ em nói thẳng với anh. Trí à. Bao nhiêu năm nay đó Trí theo Nga thì Nga cũng em rất yêu anh. Anh biết. Nhưng mà thật ra cái em quen cái nếp sống này rồi. Em quen một cái hình ảnh là anh là một cái người bạn, một người bạn tri kỷ của em. Hàng ngày chúng ta có thể chăm sóc nhau, quan tâm nhau và rảnh rỗi chúng ta đi ăn với nhau. Chứ thật sự em không có muốn, em không muốn lập gia đình. Sao chị? Nhưng mà... chị anh chị chờ em chút xíu nha, để em hỏi ý chút. Sao cưng? Anh ơi, chị anh ổn định không? Anh cũng biết nữa chứ, chị nó chỉ anh nói chị hoài, chị nói mẹ đơn thân, bà khoái là mẹ đơn thân. Mà anh đã nói mẹ đơn thân không được. Có chồng ta tới ta cầu hôn thì cưới đi, cưới hai đứa mình mới đây được. Đúng rồi, sao kỳ vậy? Bây giờ sao? Chị đâu thể nào chị sống rồi con không. Chị cũng phải kiếm một người cha cho nó chứ. Không, Trí, gì mình vậy? Vô đây đi Trí. Là chị đang kêu ai? Kêu con chị hay kêu ai vậy? Không, chị kêu bạn đó. Bạn hả? Người tri kỷ là hay xưng tên. Chứ nhiều lúc á, em biết không, lấy nhau về nhiều lúc giận nhau, đánh nhau cũng dạ, không chị... có... Đó. Dạ chị ngồi đi cho em ngồi chị. Dạ. Rồi giờ sao chị? Chị thấy hôm nay là cái buổi lễ cầu hôn của tụi em nó nên hơn. Dạ. Còn chị từ từ đi, được không? Dạ, em phản đối chị ơi. Em suy nghĩ rồi đi em. Dạ, mình không nên như vậy đâu chị làm mẹ đơn hơn 8 năm rồi, đúng con rồi, chị 8 rồi, tuổi rồi. Đúng rồi em. Chị cần phải có một người đàn ông ở bên cạnh đúng. Chị, chăm sóc cho chị, chăm sóc cho con của chị. Tại vì bây giờ anh Linh, anh lấy em, anh đi về nhà em, anh ở, anh làm rể, anh đâu đúng có rồi. Ở đây. Em không chăm sóc cho chị. Đúng rồi chị, cuộc sống của chị ra sao? Đây, Linh à, Linh đã biết cái tánh của chị tự lập nào giờ chị quen rồi. Dạ đúng. Em đừng có can thiệp vô cái chuyện đời tư của chị. Thôi đâu. Đời tư chị mà để chị lo chứ. Ủa chị ơi, là làm mẹ đơn thân có gì vui vậy chị? Ê trời mơ. Làm mẹ đơn thân nó cũng có cái vui nhưng mà cũng có cái khổ. Nhưng mà bên cạnh chị có anh Trí rồi. Ủa? Anh luôn luôn quan tâm chăm sóc. Nhưng mà hai mẹ con, anh là một cái người bạn thân của em. Nhưng mà hàng ngày anh vẫn quan tâm em và em vẫn quan tâm anh. Anh và hiểu. Chúng ta có thể đi chơi chung, đi du lịch này nọ cùng nhau. Nhưng mà thật sự đó, em đã đổ vỡ rồi. Được. Em rất sợ cái cảnh anh là sẽ bù phải... đắp lại cho em. Anh sẽ là không, một người chồng tốt. Anh em một người đảm bảo là anh lo được đâu. Anh hứa. Tại khi mình về mình sẽ. Trời ơi em yên tâm trời ơi. Bao nhiêu cái xấu ra. Không. Là mình sẽ xỉ vẽ nhau. Không. Không. Quyền Linh có làm chứng cho anh. Quyền Linh có không. Biết anh mà. Lúc... anh với Lê, anh không. Lê Hoàng, anh lúc Lê Hoàng. Lúc này là đẹp nè. Không, lúc này là đẹp nè. Lúc cái bên ngoài như vậy nè. Anh chúng ta luôn luôn bên nhau như vậy. Nhưng mà anh muốn lo lắng cho em có một cái danh phận đàng hoàng chứ, nếu vậy anh chẳng khác nào một thằng Oxin em. Anh có ngại lo cho em, anh không có làm gì hết. Em không bao giờ. Em coi anh là Oxin. Nhưng... em vẫn bên anh và em chưa bao giờ đi với một người đàn ông khác. Anh biết anh điều đó điều nhưng đó. Mà anh phải cần có danh nhưng cái danh mà phận sự... Thôi bây giờ vậy đi, anh cho em thêm một thời gian nữa đi. Thời gian là bao nhiêu lâu? Là cho em suy nghĩ đi. Trời, có thể là bây giờ con em 8 tuổi. Năm con em vừa 18 tuổi nó trưởng thành rồi, cho em quyết định được không anh? Trời đất ơi. Giờ mới 8 tuổi, 18 tuổi là 10 năm nữa hả? Không, rồi anh, lúc đó không, các em anh đổi anh, ý. Em nói cho anh nghe. Hả? Đàn ông già mà giàu vẫn có thể lấy được vợ đẹp. Anh biết. Em già mà em giàu là em ở không đó. Ủa? Nên cái quyết định này của em là chính chắn. Nhưng không. Em vẫn có. Anh không muốn điều cái đó. Cái quan trọng là anh có chờ em được hay không anh thôi. Anh Trí. Em hiểu ý chị của em rồi. Nó anh cứ để đi. Cho em vậy. Giải quyết giúp chuyện anh này. Lan. Dạ anh cứ ở yên giúp, đó đi. Giúp anh nha. Dạ. Giúp rồi. Anh. Chị ơi, chúng ta hãy là tri kỷ, là bạn, là người yêu của đồng nhau. Đồng ý đi anh, đồng ý đi anh. Bạn. Đồng ý đi anh. Trời sao mà đồng ý? Đồng ý đi anh. Lúc anh đồng ý làm cha của đồng ý. Em. Rồi xong rồi. Lúc chị làm... ơi. Anh đồng ý rồi, anh đồng ý rồi. Dạ. Chị, sau khi mà em nghe chị phân tích á, em cảm thấy là cuộc sống của một bà mẹ đơn thân thật là có ý nghĩa, thật là vui, bởi vì mình muốn làm cái gì thì mình làm, mình không có cần phải lệ thuộc vào ai hết. Cho nên
Ngay giờ phút này em quyết định em trả nhẫn cho anh nè. Thấy vui quá ha. Gia đình vui. Là ý em quyết định là sao? Là sao? Em sẽ làm mẹ đơn thân giống như chị. Lan. Chị quyết định được. Còn em quyết định vậy là em bậy nha. Em báo với chị là em đã có em bé rồi. Em biết luôn, Linh có báo với chị rồi. Nhưng mà em cảm thấy cái cuộc sống độc thân của chị, một cái bà mẹ đơn thân mẫu mực như chị, em cảm thấy em rất là thích. Em thích lắm luôn, bởi vì không có lý do gì bây giờ em phải lấy chồng hết. Ủa chị vậy là sao chị? Lan. Em đang vun vén hạnh phúc cho chị, bây giờ chị vô chị chạc một cái, tự nhiên em mất mẹ, à không, em mất vợ, mất con là sao? Không, Linh em bình tĩnh đi, để chị sẽ phân tích. Lan nó chưa có hiểu. Nó đang thấy cái sự gọi là chị không muốn lấy chồng, nó cảm thấy đó là một cái niềm vui. Nhưng mà đó là cái quyết định của chị là chị phải có một cái gì chị mới quyết định như vậy. Dạ. Em còn trẻ mà em có bầu nữa, rồi không ai lo cho em, không có nên. Ghê. Với lại cái sự nghiệp của em nó chưa vững chắc. Lan, em nên nhớ nè, chị dù sao bây giờ giữa cái Sài Gòn này chị cũng là một đại gia rồi. Em hiểu không? Chị có tiền mà. Cái người phụ nữ có tiền là có quyền. Chị sẽ tự lo được cho con chị. Anh ơi, chị lạc trong vấn đề gia đình. Bây giờ tóm lại là dành sao trời ơi. Để đó. Chị là cái người mà thủ lĩnh trong nhà. Chị sẽ quyết định cho em, chị sẽ sắp xếp cho em lấy vợ được. Lan, dạ. Dù gì đi nữa, quyết định của chị đó là cái định nghiệp của chị, cái số phận của chị. Tại vì chị cảm thấy là chị đã qua những ngày khổ ải rồi, con chị bây giờ nó lớn rồi, nó trưởng thành rồi, và chị đỡ cực rồi, thì chị nghĩ cái chuyện là không cần người đàn ông bên cạnh. Nhưng mà em khác nha Lan, em nên nhớ nha, em có bầu mà hiện tại những cái đồ em mặc đang đẹp vậy là đồ chị cho em đúng không? Lương em làm tháng có mười mấy triệu à, rồi em nghĩ là nếu mà em không lấy chồng, em làm người mẹ đơn thân, em lo con em nổi không? Em nghĩ là em vẫn làm được. Em đã nói rồi, em quyết định làm mẹ đơn thân nếu chị không chịu lấy chồng. Bây giờ tất cả quyết định là do em đó. Em nếu em quyết định em lấy anh thì là Lan sẽ làm một cái đám cưới thật linh đình với Linh. Giờ ý em thì sao? Mọi người đừng có đưa cái thử thách này ra để cho tôi quyết định lấy chồng. Giờ tất cả là tùy thuộc Linh em. Linh không lấy vợ cũng kệ nó đi. Giờ... tại vì cái quyết định tôi là tôi không lấy chồng nó, làm gì tôi. Còn như vậy thì anh Linh à, kể từ nay về sau anh đừng bao giờ qua nhà kiếm em nữa. Em sẽ tự nuôi con, em sẽ tự đi sanh con một mình. Em sẽ đem con đi lên một nơi thật là xa, em ở một mình, em làm mẹ đơn thân, em không cần anh nữa. Cái gì kỳ vậy? Tự nhiên em cái... là lên Facebook em sống ảo dữ lắm, nên ngoài đời em nói ảo gì thôi. Để em muốn gì lấy chồng gì. Khoan đã. Không có dễ đâu. Cái chuyện mà em không lấy chồng là chuyện của em. Còn chị không lấy chồng là chuyện của chị. Khoan đã. Nói chung là bữa cầu hôn này là hai người cầu hôn thất bại luôn đi. Trời ơi, tự nhiên giờ biết, anh... biết rồi, cuối cùng số phận của hai người đàn ông mình như thế nào rồi, hiểu không? Bớt nha, bớt giỡn nha anh. Thì đâu, vẫn men mà. Anh lớn rồi, anh đừng làm vậy thôi em nha. Nói thôi vậy thôi. Em đang buồn nha, em đã vừa mất anh vợ, hiểu. Vừa mất con. Bây giờ em là thêm một người kế bên, em ói chết rồi. Ói cái gì mà ói? Đó thấy không? Bây giờ nghe lời em. Một hai bắt anh qua cầu hôn, cuối cùng bây giờ chị em không chấp nhận anh mà đòi sống làm người mẹ đơn thân thì ý em sao? Thì đó, quan ức cho em quá. Đâu phải tại em đâu, tại người ta mà giờ em mất con, mất vợ.